Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục Tin Thời Sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh, Đức Hồng Y Parolin tham dự Đại hội đồng Giám mục Brazil và Hiệp ước tị nạn và di cư mới của EU khiến các nhóm nhân quyền thất vọng. Sau đây là phần tin chi tiết. Hành trình chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Việt Nam vào sáng thứ Năm ngày 11 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã có chuyến thăm tại Trung tâm Quốc tế Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, Ngài đã có buổi gặp gỡ các bác sĩ. Sau lời chào mừng, ông Trần Minh Điển, Phó giáo sư tiến sĩ, Giám đốc Bệnh viện, đã trình bày những chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Nhi Trung ương với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Cùng với đó, ông cũng cho biết những thành quả mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ niềm vui về sự hợp tác của hai bên trong một khoảng thời gian lâu dài. Ngài nói, các em cần được sự quan tâm và chăm sóc của tất cả chúng ta. Ngài cũng chúc mừng về những thành quả mà bệnh viện đã đạt được. Ngài hy vọng hai bên sẽ tiếp tục cộng tác với nhau về các lĩnh vực chuyên môn. Nhân chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng gửi tặng bệnh viện 50 suất quà cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc chuyến thăm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Đức Tổng giám mục Gallagher ghé thăm Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Trước đó, vào ngày 9 tháng 4, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng đã có buổi gặp gỡ với ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và chào thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ. Kế đó, vào chiều ngày 11 tháng 4, Đức Tổng giám mục Gallagher cùng phái đoàn đã đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Phú Bài, bắt đầu chuyến thăm Tổng giáo phận Huế. Đón phái đoàn tại sân bay có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức ông Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện, Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, cùng quý cha, quý thầy trong Tổng giáo phận và một số anh chị em giáo dân. Sau những giây phút chào thăm, phái đoàn được tháp tùng về tòa Tổng giám mục Huế. Trong hai ngày tại Tổng giáo phận Huế, phái đoàn thăm Đại chủng viện Huế vào tối ngày 11 tháng 4. Sang ngày 12 tháng 4, Đức Tổng giám mục Bộ trưởng sẽ chủ tế thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam vào lúc 8 giờ. Sau đó thăm dòng bến thánh giá Huế. Chiều cùng ngày, phái đoàn kết thúc chuyến thăm Tổng giáo phận Huế và tiếp tục hành trình đến thăm giáo phận Đà Nẵng. Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh. Sáng thứ Năm ngày 11 tháng 4, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh nhân đại hội thường niên với chủ đề Bệnh tật và đau khổ trong Kinh Thánh. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các học giả Kinh Thánh khám phá tấm gương từ bi và hòa nhập của Chúa Giêsu khi đối mặt với nỗi đau khổ của người khác. Ngài khen ngợi công việc của họ nhằm khám phá chủ đề hiện sinh sâu sắc này, vốn chạm đến cuộc sống của mỗi con người. Đức Thánh Cha cho biết, chủ đề về đau khổ và bệnh tật của con người rất gần gũi với Ngài, và điều quan trọng là phải đối diện với đau khổ và bệnh tật xứng với nhân phẩm. Ngài nói, thay vì né tránh chủ đề đau khổ như một điều cấm kỵ, chúng ta nên chịu đựng thử thách bằng cách sống trong mối quan hệ với người khác và để cho Thiên Chúa biến đau khổ thành cơ hội để trưởng thành và lớn lên trong đức tin. Trên hết, mẫu gương là Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta chăm sóc những người đang sống trong hoàn cảnh bệnh tật với quyết tâm đánh bại bệnh tật. Đồng thời, Ngài dịu dàng mời gọi chúng ta kết hiệp những đau khổ của chúng ta vào hiến lễ cứu độ của người như một hạt giống sinh hoa trái. Liên quan đến vấn đề này, Đức Thánh Cha mời gọi Ủy ban suy tư qua hai cụm từ chính, đó là lòng trắc ẩn và hòa nhập. Đối với lòng trắc ẩn, Đức Thánh Cha lưu ý đến nhiều đoạn kinh thánh trong đó Chúa Giêsu cảm động trước những người đang gặp đau khổ, chẳng hạn như đám đông kiệt sức được Ngài cho ăn, những người mù cầu xin Ngài và nhiều bệnh nhân được Ngài chào đón và chữa lành. Thánh Kinh không cung cấp cho chúng ta một cuốn sách công thức cảm xúc hay một cuốn sổ tay gồm những câu nói được chuẩn bị sẵn để nói với những người đang đau đớn. Người không đưa ra câu trả lời dễ dàng cho những câu hỏi tại sao của chúng ta, nhưng trên thánh giá, người đã biến câu hỏi lớn tại sao của chúng ta thành của người. Tiếp đến, suy tư về chủ đề hòa nhập, Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng thuật ngữ này không có trong Kinh Thánh, nhưng nó thể hiện một đặc điểm nổi bật trong phong cách của Chúa Giêsu. Ngài nói rằng, Chúa không loại trừ ai khỏi ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, nhưng đúng hơn là chào đón tất cả mọi người và ban cho mọi người sự chữa lành hoàn toàn về thể xác, tâm hồn và tinh thần. Qua kinh nghiệm đau khổ và bệnh tật, giáo hội mời gọi cùng bước đi với mọi người trong tình đoàn kết Kitô giáo và nhân loại, mở ra những cơ hội đối thoại và hy vọng. Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các thành viên của Ủy ban Kinh Thánh Giáo hoàng đi sâu vào chủ đề lòng trắc ẩn và sự hòa nhập với sự nghiêm túc phê phán và tinh thần huynh đệ. Đức Hồng Y Parolin tham dự Đại hội đồng Giám mục Brazil.
Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4, tại Điện Thánh Đức Mẹ Aparecida đã diễn ra Đại hội đồng lần thứ 61 của Hội đồng Giám mục Brazil với chủ đề Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo. Đại hội có sự tham dự của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình trong thời điểm đầy thử thách này. Ngài nói, trước sự bất lực của con người trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột vũ trang đang tàn phá thế giới ngày nay, chúng ta cần tiếp tục kêu gọi hòa bình thông qua lời cầu nguyện. Tôi thực sự tin rằng, ngoài những nỗ lực không ngừng, chúng ta cần những lời cầu nguyện vì dường như chúng ta đã đi vào bế tắc, rằng chúng ta không thể tìm ra con đường dẫn đến hòa bình và suy nghĩ về mặt đối thoại để giải quyết các xung đột hiện tại. Chúng ta thực sự cần hướng về Chúa và Mẹ của Người. 480 giám mục Brazil đã tập trung tại Aparecida để thảo luận về việc cập nhật các hướng dẫn truyền giáo ở Brazil trước thực tế đang thay đổi của quốc gia Mỹ Latin, tập trung vào ba trục 2021-2024 theo Hội đồng Giám mục về tính đồng nghị, Năm Thánh Hy vọng 2025 và Những Người Trẻ. Trong các cuộc thảo luận năm nay, các giám mục sẽ thử nghiệm phương pháp đối thoại trong Thánh Thần được sử dụng lần đầu tiên trong Thượng Hội đồng về tính đồng nghị vào tháng 10 năm 2023. Đức Hồng Y Parolin cũng bày tỏ sự ấn tượng của mình trước con số khổng lồ của các giám mục Brazil. Các vị phản ánh quy mô của đất nước, nhưng quan trọng nhất là bởi sự cam kết triệt đề của họ đối với việc truyền giáo và xây dựng một môi trường tốt hơn, nơi thấm nhuần các giá trị Kitô giáo. Hòa bình thế giới cũng là một trong những chủ đề mà Đức Hồng Y thảo luận với Tổng thống Brazil Inácio da Lula Silva tại Brasilia trước khi gặp gỡ các giám mục, trong đó mối quan hệ giữa Brazil với Tòa Thánh và các vấn đề nội bộ cũng được thảo luận. Hiệp ước tị nạn và di cư mới của EU khiến các nhóm nhân quyền thất vọng. Nghị viện châu Âu phê chuẩn một cách hẹp hòi cuộc cải cách sâu rộng về chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu. Các cơ quan viện trợ và các nhà hoạt động nhân quyền bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng họ không bảo vệ được những người cần được giúp đỡ nhất. Các nhóm chính trị chính của Nghị viện châu Âu đã vượt qua sự phản đối của các đại diện đảng cực đoan để thông qua Hiệp ước tị nạn và di cư mới của EU, một cuộc cải cách sâu rộng được thực hiện gần một thập kỷ. Trong 10 cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư, ngày 10 tháng 4 vừa qua, các nhà lập pháp châu Âu đã thông qua các quy định và chính sách tạo nên luật cải cách nhằm giải quyết các câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm đối với người di cư và người xin tị nạn khi họ đến và liệu các nước EU khác có bắt buộc phải giúp đỡ hay không. Bình luận về hiệp ước, Ủy viên Nội vụ EU cho biết khối sẽ có thể bảo vệ tốt hơn biên giới bên ngoài, những người dễ bị tổn thương và người tị nạn, nhanh chóng trao trả những người không đủ điều kiện ở lại và đưa ra sự đoàn kết bắt buộc giữa các quốc gia thành viên mà các bên ký kết cho biết. Sẽ đảm bảo tất cả các nước, bất kể quy mô và vị trí, đều góp phần giảm bớt áp lực lên Nam Âu. Bày tỏ sự thất vọng đối với hiệp ước mới, Caritas Europa lưu ý rằng các quy tắc mới dựa trên cái gọi là cơ chế đoàn kết phức tạp, trong đó các quốc gia thành viên EU có thể trả tiền theo đồng nghĩa đen để tránh việc di dời những người xin tị nạn. Trong khi đó, Save the Children cho biết các bên ký kết đã phớt lờ yêu cầu ưu tiên bảo vệ trẻ em và thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro gây tổn hại đến quyền lợi của các em. Trên thực tế, tổ chức từ thiện cho biết hiệp ước sẽ làm suy yếu quyền tị nạn của trẻ em và gia đình ở châu Âu và khiến họ có nguy cơ bị giam giữ, bị đẩy lùi và cơ cực ở biên giới. 27 quốc gia thành viên EU hiện phải thông qua gói cải cách có thể trong một cuộc bỏ phiếu vào cuối tháng 4 trước khi nó có hiệu lực. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Một giáo viên cấp 2 đang vào sổ hai cậu học sinh mới chuyển trường. Cô thấy tên của họ giống nhau, dáng người và quần áo như nhau, nên hỏi: "Hai anh em sinh đôi phải không?" "Dạ không." Rồi cô đọc thấy ngày tháng năm sinh của chúng chỉ cách nhau 6 tháng. Cô lại hỏi: "Hai anh em họ phải không?" "Dạ không, chúng em là anh em ruột." "Ồ." Cô nghĩ có sự nhầm lẫn trong việc ghi ngày sinh của các em. Hai anh em về nói với mẹ ghi lại ngày sinh của mình, rồi đưa lại cho cô vào sáng mai nhé. Tại sao vậy ạ? Bởi vì nếu hai anh em không sinh đôi mà lại là anh em ruột, thì Nam không thể lớn hơn Tâm chỉ có 6 tháng. Hai cậu nhìn nhau. Rồi Nam quay lại, mỉm cười nói với cô giáo: "Nhưng em không phải là người lớn hơn, vì cô biết đó, một trong hai anh em chúng con là con nuôi. Nhưng chúng em không biết ai là con nuôi." Lạy Chúa Giêsu,
trong trình thuật tin mừng của Thánh Matthew, đoạn 28 câu 8 đến 15, cũng đã đề cập tới hai thái độ khác nhau trước biến cố phục sinh. Một của các phụ nữ, một của nhóm lính canh. Đối diện với ngôi mộ trống, các phụ nữ nhận ra dấu chỉ của tin mừng phục sinh và khởi điểm cho niềm hy vọng. Tuy lo âu, nhưng họ cũng vui mừng vội vã đi báo tin cho các môn đệ. Còn đối với nhóm lính canh, ngôi mộ trống đã không là khởi điểm của sự tìm kiếm và tin tưởng, mà còn khiến họ xa rời niềm tin chỉ vì sợ hãi và vì chút lợi lộc. Kitô hữu là người đối diện với tin mừng phục sinh và được trao cho nhiệm vụ đi loan báo cho người khác tin vui này. Tuy nhiên, như nhóm lính canh, có thể vì sợ hãi trước quyền lực trần thế hay vì một chút lợi lộc nên họ đành tâm phản bội tin mừng. Và do đó cho đến nay vẫn còn những hiểu biết lệch lạc về Chúa Kitô, về giáo hội. Đối diện với cuộc sống của con người hôm nay, với biết bao sự kiện diễn ra, có thể hôm qua tôi đang được mừng ngày sinh nhật với bao niềm vui, với bao lời chúc, với bao bông hoa và quả cáp. Tôi đang được vi vu đâu đó với gia đình, người thân, bạn bè bằng những chuyến dã ngoại thích thú. Nhưng hôm nay, tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật. Tôi bị hụt hẫng. Tôi cố níu kéo những cảm giác hạnh phúc hôm qua, nó cứ vô tình trôi qua và tôi đành bất lực. Lạy Chúa Giêsu, có một niềm vui bên cạnh tôi chẳng bao giờ bị tan biến, nhưng chúng con lại chẳng có hay, có biết đó là Chúa đã phục sinh. Đây là một niềm vui trọng đại, một ân điển lớn lao cho nhân loại chúng con. Bởi lẽ tình yêu đã chiến thắng, sự thật đã lên ngôi, Chúa đã phục sinh để nhân loại không phải chết tất tưởi, nhưng mở ra một nguồn sống vĩnh cửu, đem lại hạnh phúc viên mãn cho con người. Niềm vui ấy được ban lại nhưng không, và ai cũng có thể mở rộng tâm hồn để kín múc. Câu hỏi đặt ra là, vậy con người phải làm gì để xứng đáng đón nhận hồng ân trọng đại ấy? Vâng, lạy Chúa, là thân phận yếu đuối, mỏng manh và vấp ngã bất cứ lúc nào. Xin giúp chúng con biết xóa bỏ những hận thù, những tranh chấp, xóa bỏ những thành kiến, xa tránh mọi điều dối gian, để chúng con và mọi người cũng được phục sinh với Chúa. Amen. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.